qua thì Nguyễn Ngọc Nam Phong có những cái hành vi phải nói với các bạn là nó hết sức là đểu, ngu. Các bạn thấy trong cái vụ việc tại số 25 Ngô Văn Sở, là chủ nhân một cái bữa tiệc sinh nhật, người ta muốn, người ta đặt hàng cho cái quán bar đó là có một cái buổi trình diễn thời trang nó như thế, đây là cái mong muốn của người ta làm gì cả người ta, đây là một buổi tiệc cá nhân. Nhưng mà nó hình ảnh trong đó được đăng lên mạng, và sau đó Nguyễn Ngọc Nam Phong yêu cầu chính quyền phải giải quyết vấn đề này. Không, nhưng vấn đề nó cũng đơn giản, nhưng mà Nguyễn Ngọc Nam Phong cho rằng là chính quyền Hà Nội phải có cái trách nhiệm với cái việc xử lý những cái người này, xử lý những người mà có cái hành vi phỉ báng tôn giáo và cho đó là phỉ báng tôn giáo. Nhưng thực tế một điều là nó có phải là phỉ báng tôn giáo hay không, nó đúng hay chưa? Thì một nhà dân chủ tên là Phạm Lê Vương Cát, nhà dân chủ này trước đây từng miệt thị cái việc mà cái mục tiêu để mà giáo dục cho trẻ em đó là phải yêu nước như thế nào, và yêu nước như thế nào, rồi đối với đảng, đối với nhà nước ra sao. Thì ông Phạm Lê Vương Cát này, ông ấy phê bình cái chuyện đó. Và dĩ nhiên ấy, là do cái câu từ của cái câu đó tôi quên rồi, nhưng mà cái việc giáo dục cho em mà giáo dục theo cái định hướng như thế là rất tốt, bởi vì yêu quê hương, yêu đất nước, yêu dân tộc, yêu mến ông bà cha mẹ thế này, đó là cái điều hết sức tuyệt vời. Nhưng Phạm Lê Vương Cát phê bình cái chuyện đó. Chính vì vậy cho nên là nhiều người, người ta đứng vô, người ta đã gạch đá, ném, chửi bới Phạm Lê Vương Cát. Và nghe đâu chính những cái điều mà xúc xỉm như thế thì nhà trường ở nơi Phạm Lê Vương Cát học đã có cái quyết định là đuổi học. Mình cứ ngỡ, mình nghĩ là đối với những cái con người cái kiểu như hoạt động dân chủ như thế này, nó toàn là xuyên đặt, xuyên tạc, bịa đặt, gọi là xuyên đặt luôn, thì dĩ nhiên nó không bao giờ có cái sự thay đổi trong cái nhận thức của nó. Mục đích của nó là chống đảng Cộng sản Việt Nam thì không bao giờ nó có thể thay đổi được cái bản chất của nó. Nhưng cũng hôm nay có một điều bất ngờ là Phạm Lê Vương Cát lại đặt vấn đề ngược lại ở cái chỗ của vấn đề tại số 25 của Văn Sở mà Nguyễn Ngọc Nam Phong đang tố chính quyền. Nói chính quyền đỡ đầu, nói chính quyền phải có trách nhiệm thế này thế khác. Thì vấn đề nằm ở đây. Phạm Lê Vương Cát nói rất đúng. Nếu hôm nay anh nói rằng là chính quyền có trách nhiệm điều chỉnh hành vi của những cái người ở tại quán Ba Fem Lab đó, tức là anh đã chấp nhận cái việc mà từ trước đến nay chính quyền bắt tất cả những cái người lợi dụng hoạt động nghệ thuật để chống phá chính quyền. Có nghĩa là anh chấp nhận cái vai trò điều chỉnh hành vi và điều chỉnh về văn học nghệ thuật của chính quyền. Khi anh đã chấp nhận cái vai trò đó thì mới xử lý được cái vấn đề của con người này. Nhưng nếu anh đã chấp nhận cái việc đó thì anh đừng bao giờ đòi hỏi trả tự do cho mấy cái thằng nghệ sĩ nữa. Việc Khang chẳng hạn, đúng không? Việc Khang ở tù là vì mấy bài hát. Vì như vậy thì nếu vậy thì anh chấp nhận rằng là cái quyền điều chỉnh văn hóa là của chính quyền. Vậy thì chính quyền nó điều chỉnh văn hóa bằng cách là bắt Việt Khang đó. Đúng. Có nghĩa là ông Nguyễn Ngọc Nam Phong này vô tình tự tác vô mở mình. Ông ta là một kẻ chống cộng, là một kẻ trước đây dòng Chúa Cứu Thế nè, Giáo Hội Công Giáo nè. Trong cái đơn, trong cái bản góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2013 thì Giáo Hội Công Giáo Roma tại Việt Nam đã đưa ra bản góp ý rằng là yêu cầu nhà nước Việt Nam, yêu cầu thì bản hiến pháp phải xóa bỏ điều 4 và yêu cầu phải trả lại cái quyền tự do tư tưởng, tự do sáng tác văn học nghệ thuật. Bởi nếu chỉ gom cụm trong cái việc là đọc đảng thì sẽ không có sáng tác được cái gì hết, đúng không? Đấy, chính vì vậy cho nên là ông ta bảo là tự do tư tưởng, yêu cầu được tự do tư tưởng để nghệ thuật được phát triển. Thế hôm nay Nguyễn Ngọc Nam Phong lại tự giả vụ mỏm luôn mấy ông giám mục Nguyễn Thái Hợp với Đinh Đức Đạo. Hai cha đó ký vô bản cái bản đó. Giám mục Đinh Đức Đạo và giám mục Nguyễn Thái Hợp cùng một giám mục nữa ký tên vô trong cái bản góp ý dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2013 yêu cầu về việc cho tự do tư tưởng, tự do nghệ thuật.
mà bữa nay Nguyễn Ngọc Nam Phong mới thấy người ta biểu diễn nghệ thuật có một chút gì đó màu sắc tôn giáo trong đó, gọi là phỉ báng tôn giáo, thì lại dị nhảy dựng lên tán vô mõm luôn mấy ông giám mục bề trên của mình. Cuối cùng ra đây là con người tự cầm lửa tự thiêu mình, ngu kinh khủng. Mà thực ra mà nói, cái việc biểu đạt các cái quan điểm về nghệ thuật, mà nếu như mấy ông ủng hộ quan điểm ủng hộ nghệ thuật tự do nghệ thuật, thì hãy dòm sang phương Tây, dòm sang châu Âu xem, người ta còn rắc rối hơn chúng ta. Người ta không thể xác định được đâu là phỉ báng tôn giáo, đâu là biểu đạt, quyền biểu đạt, quyền biểu đạt cái quan điểm của mình về nghệ thuật, về văn hóa. Bởi vì khi anh nói anh cần tự do, người ta cho anh tự do, mà khi đã tự do rồi tại sao lại còn có vụ phỉ báng tôn giáo đây? Vì vậy cho nên ta mới thấy các anh đấu tranh cho dân chủ, nhưng các anh lại sử dụng cái tiêu chuẩn kép. Được việc cho các anh thì thôi, không được việc các anh chửi, các anh chống, nhưng ngược lại chính các anh lại ngửa mặt lên trời phun nước miếng, tự giả vô mặt nhau thôi. Đó mới là vấn đề. Đó, một cái điều như thế nói với các bạn.